Kính mời quý khán giả cùng báo Sài Gòn Đầu tư Tài chính cập nhật tin tức 18 giờ hôm nay. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Paulo Medas, trưởng đoàn và các thành viên đoàn công tác của Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF đang có chuyến công tác đánh giá định kỳ tại Việt Nam. Theo Thủ tướng, Việt Nam đang tái cơ cấu nền kinh tế theo hướng tăng trưởng nhanh, bền vững, tháo gỡ các vướng mắc về thể chế để huy động nguồn lực phát triển, làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống, thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới. Bên cạnh đó là đặt mục tiêu tăng trưởng cao hơn trong những thập kỷ tới, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng. Đánh giá cao hợp tác thực chất giữa Việt Nam và IMF trong thời gian qua, người đứng đầu chính phủ đề nghị IMF tiếp tục đồng hành duy trì các hoạt động đối thoại, tham vấn chính sách kinh tế vĩ mô với Việt Nam trong thời gian tới. Ông Paulo Medas cho biết IMF ghi nhận những thành tựu phát triển của Việt Nam trong những năm qua và đánh giá cao những kết quả của năm 2024 khi Việt Nam là một trong những nước tăng trưởng cao nhất thế giới, xuất khẩu mạnh, thu hút đầu tư nước ngoài tốt. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn sẽ đối mặt với những thách thức lớn từ môi trường bên ngoài, như khả năng gia tăng chủ nghĩa bảo hộ tác động tiêu cực tới kinh tế toàn cầu. Rất nhiều yếu tố bất định ảnh hưởng tới thị trường tài chính và khiến các nước mới nổi dễ bị tổn thương. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay khu vực gần Biển Đông tiếp tục xuất hiện cơn bão có tên quốc tế là Manji, đang hoạt động trên vùng biển phía đông miền trung Philippines. Hồi 1 giờ ngày 16 tháng 11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12 độ Vĩ Bắc, 127,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông miền trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, tức từ 167 đến 183 km/h, giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20 đến 25 km/h. Sau 48 giờ, vị trí tâm bão Manji ở vào khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc, 119,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13, tức từ 167 đến 183 km/h, giật cấp 16, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20 đến 25 km/h, đi vào Biển Đông và suy yếu dần. Sau đó bão giữ nguyên hướng di chuyển và đến 1 giờ ngày 19 tháng 11, bão hoạt động trên khu vực Bắc Biển Đông với sức gió cấp 12, giật cấp 15. Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15 km, cường độ tiếp tục suy yếu thêm. Ngoài ra, hồi 1 giờ ngày 16 tháng 11, vị trí tâm bão Osagi ở vào khoảng 22 độ Vĩ Bắc, 120,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía nam Đài Loan, Trung Hoa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, tức từ 62 đến 88 km/h, giật cấp 11. Di chuyển theo hướng Bắc, tốc độ khoảng 15 km/h. Trong 24 giờ tiếp theo, bão Osagi đột ngột đổi hướng, di chuyển theo hướng Đông Bắc. Đến 19 giờ ngày 16 tháng 11, bão trên vùng biển phía đông Đài Loan, Trung Hoa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10. Mỗi giờ đi được 10 đến 15 km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Từ chiều ngày 17 tháng 11, vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 10. Vùng gần tâm bão đi qua cấp 11, 13, giật cấp 16. Sóng biển cao 2 đến 4 mét, vùng gần tâm bão 5 đến 7 mét, biển động dữ dội. Cảnh báo toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn. Giá vàng trong nước có diễn biến ngược chiều giữa vàng miếng SJC và vàng nhẫn. Giá vàng miếng ngừng giảm đà giảm, trong khi giá vàng nhẫn tăng mạnh trở lại theo thế giới. Sáng 16 tháng 11, giá vàng miếng SJC được công ty SJC niêm yết mua vào 80 triệu đồng một lượng, bán ra 83,5 triệu đồng một lượng, ổn định so với sáng hôm qua. Đây cũng là mức giao dịch vàng miếng tại công ty BNC, Doji, Bảo Tín Minh Châu. Công ty My Hồng nâng giá mua vàng miếng lên 81,3 triệu đồng một lượng, chiều bán ra 83,5 triệu đồng một lượng. Trong khi đó, giá vàng nhẫn và vàng trang sức các loại phục hồi mạnh so với hôm qua. Giá vàng nhẫn 4 số 9 được công ty SJC mua vào 79,5 triệu đồng một lượng, bán ra 82 triệu đồng một lượng, tăng 200.000 đồng một lượng so với sáng hôm qua. Công ty BNC bán ra vàng nhẫn trơn mốc cao hơn 82,6 triệu đồng một lượng,
Doji bán ra 82,7 triệu đồng một lượng. Trên thị trường thế giới, giá vàng hôm nay đóng cửa tuần giao dịch ở mức 2.563 đô la Mỹ một ounce, tăng khoảng 6 đô la Mỹ một ounce so với hôm qua. Kim loại quý trên sàn quốc tế biến động trong biên độ hẹp sau nhiều phiên lao dốc liên tiếp. Nếu tính từ vùng đỉnh 2.790 đô la Mỹ một ounce, giá vàng thế giới đã giảm khoảng hơn 200 đô la Mỹ một ounce. Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỷ giá niêm yết vào khoảng 79,1 triệu đồng một lượng. Thông tư 46/2024 của Bộ Công an có hiệu lực từ ngày 15 tháng 11 đã bỏ hình thức giám sát cảnh sát giao thông bằng thiết bị ghi âm ghi hình và cũng bỏ quy định cảnh sát giao thông phải công khai kế hoạch tuần tra xử lý vi phạm giao thông. Như vậy, hình thức giám sát cảnh sát giao thông bằng thiết bị ghi âm ghi hình đã bị bãi bỏ. Bên cạnh đó, thông tư 46/2024 cũng bỏ quy định cảnh sát giao thông phải công khai kế hoạch tuần tra xử lý vi phạm giao thông. Kể từ nay, việc giám sát của nhân dân đối với cảnh sát giao thông phải đảm bảo các điều kiện không làm ảnh hưởng đến hoạt động của cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông khi đang thực thi công vụ, không được vào khu vực thực thi công vụ quy định tại khoản 2 điều 4 thông tư này, trừ người có quyền và nghĩa vụ liên quan. Ngoài ra, người dân cần phải tuân thủ các quy định pháp luật khác có liên quan. Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Gennady Gatilov cho biết Nga sẵn sàng đối thoại để chấm dứt xung đột Ukraine nếu Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump khởi xướng các cuộc đàm phán này. Song bất kỳ cuộc đàm phán nào cũng cần phải dựa trên tình hình thực tế về những tiến triển mà Moscow đạt được. Theo quan chức này, bất kỳ cuộc đàm phán nào như vậy cần phải dựa trên thực tế trên thực địa. Ý nói Ukraine đang ở thế yếu hơn so với Nga trong cuộc xung đột kéo dài gần 3 năm. Các lực lượng Nga đang tiến với tốc độ nhanh nhất trong thời gian qua và hiện kiểm soát khoảng 1/5 diện tích lãnh thổ Ukraine. Ông Gatilov nhấn mạnh, việc ông Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Mỹ có thể mở ra khả năng mới, thúc đẩy đối thoại Nga-Mỹ, song khả năng thiết lập lại quan hệ sâu rộng hơn vẫn cần phải xem xét. Ông Trump đã nhiều lần chỉ trích quy mô viện trợ của phương Tây cho Ukraine và cam kết sẽ chấm dứt xung đột Nga-Ukraine một cách nhanh chóng mà không công bố kế hoạch cụ thể. Chiến thắng của ông trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 5 tháng 11 đã khiến Kiev và các nước châu Âu khác lo ngại về mức độ ủng hộ của Mỹ đối với Ukraine trong tương lai. Tổng thống Ukraine Zelensky đã nhiều lần nói rằng hòa bình không thể thiết lập cho đến khi tất cả các lực lượng Nga bị đẩy lùi và tất cả các lãnh thổ bị Moscow chiếm giữ, trong đó có cả Crimea được trả lại cho Ukraine. Phát biểu với các nhà lãnh đạo châu Âu tại Budapest vào tuần trước, ông Zelensky nói rằng việc nhượng bộ Nga sẽ là điều không thể chấp nhận được đối với Ukraine và cũng là hành động tự sát đối với toàn bộ châu Âu. Israel đã phá hủy một cơ sở nghiên cứu vũ khí hạt nhân tuyệt mật trong cuộc tấn công bằng tên lửa vào Iran vào tháng trước. Đó là cơ sở Telegan 2 trong khu phức hợp quân sự Bachin, nằm cách Tehran khoảng 20 dặm về phía đông nam, trước đây được báo cáo là không hoạt động. Theo báo cáo mới nhất, cơ sở Telegan 2 được sử dụng để tiến hành nghiên cứu vũ khí hạt nhân, nhưng cũng có thể được trình bày là nghiên cứu phục vụ mục đích dân sự. Một quan chức Mỹ nói họ đã tiến hành hoạt động khoa học có thể đặt nền tảng cho việc sản xuất vũ khí hạt nhân. Đó là một điều tuyệt mật. Một bộ phận nhỏ trong chính phủ Iran biết về điều này, nhưng hầu hết chính phủ Iran thì không. Một cựu quan chức Israel cho biết cuộc tấn công đã phá hủy các thiết bị tinh vi được sử dụng để thiết kế chất nổ dẻo bao quanh uranium trong các thiết bị hạt nhân và cần thiết để kích nổ chúng. Vào ngày 25 tháng 10, Israel đã thực hiện một loạt vụ không kích nhằm vào Iran. Các cuộc tấn công dường như không nhắm vào các cơ sở chắc chắn sẽ đảm bảo phản ứng khắc nghiệt của Iran. Đáng chú ý là các cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Iran, xương sống của nền kinh tế thành viên OPEC và các cơ sở hạt nhân của nước này. Vì Telegan 2 không phải là một phần trong chương trình hạt nhân mà Iran đã công bố, nên Iran sẽ không thể thừa nhận tầm quan trọng của cuộc tấn công mà không thừa nhận rằng họ đã vi phạm hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân. Viện Khoa học và An ninh Quốc tế báo cáo rằng cơ sở Telegan 2, một phần của chương trình vũ khí hạt nhân Ahmad của Iran, đã được sử dụng để thử nghiệm chất nổ cần thiết để kích nổ thiết bị hạt nhân trước khi Iran được cho là đã dừng chương trình hạt nhân quân sự của mình vào năm 2003. Sau cuộc không kích của Israel vào tháng trước, viện đã có được hình ảnh vệ tinh có độ phân giải cao cho thấy tòa nhà Telegan 2 đã bị phá hủy hoàn toàn.